tượng ngủ à hay là làm gì? Hả? Ôi trời ơi. Làm gì thế? Làm sao? Hả? Đi con làm gì đó? Làm gì đó? Đi đâu? Đâu mà chạy không để mẹ bế? Giỏi quá. Con biết kéo cả cái xe này luôn rồi. Trời ơi, mẹ chưa chỉ con mà con đã biết rồi. Con giỏi đấy. Nào lại đây mẹ nào. Nuôi. Lại đây. Đây. Ừ, giỏi quá. Bây giờ muốn mẹ làm gì đây? Nướng khoai hả? Làm sao? À, con muốn nướng khoai hả? Muốn nướng khoai đúng không? Trời ơi, thôi được rồi. Thì mẹ đốt lửa với lại lấy khoai cho Mynu nướng nhá. Ừ. Ừ. Để đây nhá, để mẹ đi lấy củi đốt nhá. Ừ. Củi trong này xong mình đốt nhỉ. Trời ơi, nó thích ăn khoai khoai nướng lắm hả? Mà đúng rồi đấy. Trời này ăn khoai nướng. Mình đốt lửa nha, cho mình nướng khoai mình ăn nhỉ. Nụ ơi. Kiến mà con, đừng bắt kiến nó cắn như bây giờ. Ôi. Rồi giờ mẹ đốt nha. Củi nha. Đốt lửa nha. Cô ngồi xích lên con. Ngồi lên đây. Ngồi lên ghế đằng nào. Than nha. Không nó đã nhỉ. Đây để mẹ lấy thêm củi. Thật tế nha. Thích lên. Được đấy. Mẹ bỏ không. Than rồi đấy mình chuẩn. Wow. À, nó biết kéo xe hồi nào á? Ừ, con tự tập á, tự biết luôn. Giỏi.
than nhiều trên này. Để mẹ đi than. Đợi một xíu nha, sắp có khoai ăn rồi. Ui, đứng nghịch đất con. Bẩn. Thế mẹ này. Con nhìn thấy khoai không? Khoai bỏ trong này này, con nhìn thấy chưa? Lúc đi ăn khoai lắm bạn luôn. Khoai ngon lắm. Khoai này không phức. Mynu ơi, để lấy khoai cho Mynu nha. Này, khoai chín rồi này. Đây. Ngon chưa? Ừ, ngon lắm. Mynu ơi, nhìn này. Đã không? Từ từ để mẹ bóc, để mẹ bóc. Khoai này vui luôn nhỉ. Để mẹ bóc cho. Cho ngon à. Ngọt quá. Ngon nước. Ngon nhỉ? Ngon không? Ăn đi.